tất cả các cô chú anh chị đã đến với kênh cây thuốc quanh ta. Và ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ về những cái bài thuốc giúp chúng ta trị cái bệnh tắc tia sữa của những chị em phụ nữ sau khi sinh từ những cái loại cây rất là dễ tìm xung quanh chúng ta. Những bài thuốc này nó rất là hiệu quả và không tốn kém quá nhiều của chúng ta. Đầu tiên có lẽ là cây đinh lăng và một cái loại cây khác nó cũng rất là dễ tìm đó là cây lá mít và đầu tiên thì mình sẽ chia sẻ trước về cây đinh lăng để chúng ta sử dụng cây đinh lăng mình điều trị bệnh tắc tia sữa của những cái chị em phụ nữ sau khi sinh. Đầu tiên thì mình sẽ nói về cái trường hợp tắc tia sữa thì những cái dấu hiệu nào là bệnh tắc tia sữa để mình có thể nhận biết. Thì nếu như những chị em mà bị tắc tia sữa thì cái đầu vú của mình sẽ căng to, đau nhức nó sẽ không tiết sữa và nó sẽ có cái dấu hiệu sốt nhẹ. Nếu như không kịp thời mình cải thiện thì những cái tình trạng này nó sẽ dẫn đến nghiêm trọng và có thể là bị viêm tuyến sữa. Và đầu tiên thì mình sẽ sử dụng nước lá đinh lăng để mình giúp cho cơ thể lợi sữa để cho uh, có sữa cho em bé bú. Mình sẽ sử dụng từ 150 đến 200 g lá đinh lăng tươi lá đinh lăng tươi như thế này mình rửa sạch sau đó mình cho vào nồi nấu khoảng 200 ml nước mình đậy nắp lại đến khi nào nước nó sôi thì mình mở nắp rồi mình đảo qua đảo lại mình lặp lại như vậy khoảng 2 đến 3 lần và mình để trên bếp khoảng 7 phút thì mình tắt bếp đến khi nào mà cái nước này nó nguội thì mình chắc lấy cái nước đầu tiên mình sẽ uống và cái lần tiếp theo thì mình sẽ đổ thêm tiếp tục 200 ml nước lần này thì mình cũng nấu tương tự như lần thứ nhất mình sẽ khi nước sôi mình sẽ dở nắp và mình đảo qua đảo lại vài lần rồi nấu khoảng 7 phút là mình tắt bếp và mình chắc nước mình để nguội mình uống lần thứ hai thì cái bài thuốc này mình uống liên tục từ 2 đến 3 ngày mình sẽ thấy được các cái hiệu quả của nó khi mình sử dụng cái bài thuốc này thì mình cần xen kẽ uống với nước lọc chứ không nên dùng nước lá đinh lăng này để thay thế nước lọc nha các mẹ còn cách thứ hai thì mình sẽ sử dụng lá đinh lăng để mình nấu món ăn để cho nó có sữa cho bà mẹ. Thì những cách này thì người lớn hay sử dụng để mà nấu những cái món ăn cho các mẹ lắm. Thì các mẹ có thể lấy lá đinh lăng nấu với thịt heo hoặc là sườn non để đổi vị cũng được. Chúng ta có thể sử dụng lá đinh lăng luộc để làm một cái món ăn để giúp cho chúng ta có thêm nhiều sữa. Thì món ăn này thì mình sẽ dùng trong các bữa cơm của bà mẹ đẻ trong tháng ở cử. Chúng ta có thể dùng khoảng 200 gram lá đinh lăng tươi mình luộc chín. Rồi chúng ta chấm kèm theo một ít nước mắm mặn, ăn kèm chung với cơm trắng. Thì cái món này ăn rất là ngon và nó còn có cái tác dụng là giúp lợi sữa và chữa tắc tia sữa rất là hiệu quả. Đó là những cái cách giúp chúng ta À, trị được tắc ti sữa ở những phụ nữ sau sinh. Ngoài ra mình có thể nấu cháo giò heo nấu cùng với lá đinh lăng và cái món đặc biệt nữa mình có thể nấu giò heo cùng với đu đủ mình hầm chung thì cái món này là được rất nhiều người lớn đã sử dụng. Đây là một cái phương pháp được lưu truyền từ xưa đến nay sử dụng để giúp tăng sữa cho em bé bú và không phải cơ địa nào cũng sử dụng cái cách này có thể có lợi sữa cho nên với những chị em phụ nữ đang bị tắc tia sữa thì đây là một cái vấn đề rất là đau đầu khiến cho chị em phải tìm rất nhiều cách nhưng vẫn không thể nào chữa được cái bệnh tắc tia sữa này cho nên ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một cái loại cây nó cũng rất là quen thuộc với những cái bà con ở miền quê thì cái cây này nó cũng khá là dễ tìm mình cũng đã chia sẻ ở đầu video rồi Cây này đó còn gọi là cây uh, mít và mình sẽ sử dụng lá mít của nó để mà mình uh, điều trị. Như các cô chú anh chị đã thấy trong video thì đây là lá mít non. Mình sẽ sử dụng những cái lá mít uh, còn non hoặc là lá mít bánh tẻ để mà mình uh, uh, thực hiện cái bài thuốc này. Thì uh, lá mít là một trong những cái loại cây rất là quen thuộc và nó cũng có nhiều cái tác dụng. Tuy nhiên thì cái tác dụng gọi sữa về cho chị em phụ nữ sau khi sinh. Là một cái tác dụng vô cùng đặc biệt của nó. Thì đầu tiên là mình sẽ sử dụng cái cách chảy ngực bằng nước lá mít. Để mà sử dụng cái bài thuốc này thì chúng ta sẽ chuẩn bị 7 đến 9 lá. Nếu như con của mọi người là con trai thì mình sẽ chuẩn bị 7 lá. Còn nếu như là con gái thì chúng ta sẽ sử dụng 9 lá. Thì đây là cái mẹo nhân gian nên chúng ta cần phải thực hiện đúng. Rồi sau đó mình đem rửa sạch và mình đun sôi cùng với nước lọc. Tiếp đến thì mình chờ cho cái nước lá mít này nó nguội Thì mình nhúng cái lược vào Làm sao cho ngập cái lược Rồi mình dùng cái lược này Mình chải theo hướng xuôi Cái đầu ngực của mình Một ngày như vậy Mình thực hiện từ 2 đến 3 lần Thì mình làm liên tục trong 3 ngày Mình chải cái lược nhẹ nhàng thôi Để tránh tổn thương cái bầu ngực của mình Nó sẽ gây phản tác dụng Và khiến cho chúng ta Càng ngày càng mất sữa đi Còn cái cách thứ hai là cái cách mình gọi sữa về bằng cái cách là mình uống nước lá mít thì mình sẽ tìm một nấm lá mít non lá mít non như mình đang quay trong video đây thì mọi người nấu sôi cùng với một lít rưỡi nước rồi mình để lửa nhỏ nhỏ khi nước sôi thì mình sẽ để lửa nhỏ nhỏ trên bếp khoảng 5 phút thì mình tắt để làm sao cho cái tinh chất lá mít tan ra thì mình dùng mình uống hai nước lọc hàng ngày nó sẽ có hiệu quả rất là cao và mình uống liên tục từ 3 đến 5 ngày là nó sẽ có cái hiệu quả rất là tốt. Cái cách tiếp đến nữa là chúng ta sẽ gọi sữa bằng cách là mình hơ lá mít. Vì các cái bầu ngực nó có hàng trăm cái tia sữa nhỏ nên nếu như bị tắt tia sữa thì nó sẽ bị đau và rất là nhức. Nên mình sẽ chữa tắt tia sữa bằng cách là mình hơ nóng cái lá mít này. Thì các mẹ chỉ cần hơ nóng khoảng 2 lá mít rồi mình đắp vào cái vùng ngực và mình xoa xung quanh ngực mình Một ngày như vậy thì mình sẽ làm 6 lần Và mọi người nên chú ý là khi mình hơ xong Thì mình phải vệ sinh vùng ngực trước khi cho con bú Khi mọi người sử dụng những cái bài thuốc này Thì mọi người lưu ý là khi mình sử dụng lá mít Thì mình chỉ nên sử dụng từ 3 đến 5 ngày Nó sẽ gọi sữa về Còn nếu như sữa không về được thì chúng ta nên tìm cách khác Lưu ý tiếp theo là chúng ta không nên ý y vào cái cách sử dụng lá mít mà chúng ta còn phải bổ sung những chất dinh dưỡng và ăn uống một cách lành mạnh. Đó là những cái bài thuốc giúp chúng ta gọi sữa về từ hai nguyên liệu dễ tìm đó là lá đinh lăng và lá mít. Thì video của kênh cây thuốc quanh ta ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Nếu như các cô chú anh chị mình có yêu thương, nhớ để lại một like và bấm vào nút đăng ký để ủng hộ kênh chúng tôi. Để chúng tôi có thêm nhiều động lực để ra thêm những video tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.